Ngày 8 tháng 3 vừa qua, Hội Y Dược Việt Nam tại Liên bang Nga kết hợp cùng Hội Doanh nghiệp Dệt may Việt Nam tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho các công nhân Việt Nam ở ngoại ô Moscow. Đoàn công tác của Hội Y Dược Việt Nam tại Liên bang Nga gồm các bác sĩ, là nghiên cứu sinh, thực tập sinh và sinh viên các trường đại học y của Moscow. Sau một ngày làm việc khẩn trương, các bác sĩ đã khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người. Đợt khám bệnh miễn phí lần này là biểu hiện của mối quan tâm của các cơ quan, hội đoàn của người Việt đến những người lao động. Từ đó phần nào góp phần động viên họ vượt qua mọi khó khăn, yên tâm hoàn thành tốt công việc của mình trong điều kiện xa quê hương, đất nước, xa gia đình.